Chính nỗi trăn trở thôi thúc người nông dân tìm ra phương thức chuyển đổi cây trồng và ứng dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, nhận về thành quả ngọt ngào. Một số tiêu chuẩn để giải thiệu xuất sang Trung Quốc được chia sẻ trong bản tin hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thời gian gần đây, người nuôi cua biển trong Dung Tôm đứng ngồi không yên bởi tình trạng cua chết hàng loạt. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng, cua bị nhiễm ký sinh trùng giáp xác chân tơ. Vậy nên nỗi trăn trở của bà con là chuyển đổi phương thức canh tác phù hợp, đảm bảo hơn, cùng với đó là kiểm soát nguồn thức ăn, dinh dưỡng và môi trường ao nuôi, giúp nâng cao chất lượng cua thịt, đa dạng sản phẩm cua để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Suy tính kỹ càng và nhận thấy mô hình nuôi cua ứng dụng công nghệ mới được các tỉnh như là Cà Mau, Bạc Liêu, Phú Yên, Quảng Ninh lần lượt thử nghiệm, kiểm chứng hiệu quả. Thế là một nông dân ở tỉnh Sóc Trăng mạnh dạn thử sức. Những năm qua thì liên tiếp các mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao để gia tăng năng suất, chất lượng được ra đời. Trong đó thì mô hình nuôi cua ở trong hộp nhựa được đặt dưới ao nuôi cá rô phi, bước đầu giúp nông dân chuyển đổi cách làm mới, mang lại kết quả khả quan. Ông Du Quốc Bảo ở xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là nông dân lần đầu tiên nuôi cua biển theo hướng dẫn quy trình kỹ thuật mới. Năm ngoái, ông thực hiện thí điểm trên diện tích 0,4 hectare ao nuôi, đạt hiệu quả ngoài mong đợi. Tổng chi phí thực hiện trên 120 triệu đồng. Cuối vụ, tổng thu đạt gần 160 triệu đồng, trừ chi phí, lời trên 37 triệu đồng. Với phương thức này, tỷ lệ cua nuôi sống cao, đặc biệt nhờ phòng ngừa dịch bệnh và nguồn cung dinh dưỡng thức ăn cho cua phù hợp theo từng giai đoạn nuôi nên kiểm soát môi trường ao nuôi rất tốt. Việc ứng dụng kỹ thuật nuôi cua qua hai giai đoạn và nuôi trong hộp nhựa, sử dụng thức ăn tươi sống, cá rô phi là chủ yếu, thức ăn công nghiệp là phụ trợ với liều lượng được khuyến cáo. Nuôi cua biển kết hợp cá rô phi trong ao nuôi cá rô phi đạt kết quả khả quan. Mô hình này còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế mầm bệnh. Hiện nay, giá cua thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long, thương lái mua cua thịt không phân loại từ 200 đến 300 ngàn đồng một ký, cua gạch son khoảng 400 ngàn đồng một ký, cua cớm hai da 700 đến 800 ngàn đồng một ký. Ông Bảo thả nuôi mực độ 1 con trên 1 mét vuông, rút trúc này giúp cho cua đạt tỷ lệ sống 60%. Việc quản lý kiểm soát nuôi trong nước ao nuôi sạch và nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng, cho nên là cho chất lượng cua thịt ngon, đạt đúng trọng lượng, lứa trồng đều, kích cỡ nuôi đạt là 360 gram một con, sản lượng khoảng 720 kg mỗi khi đến kỳ thu hoạch, cho nên là được tiêu thụ tốt. Cùng với thay đổi phương thức sản xuất thì việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp cũng góp phần mang đến thành công cho mô hình canh tác. Bước chuyển của anh Nguyễn Đức Toàn ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai là minh chứng. Nhận thấy vườn xoài già cỗi, sản lượng kém, thu nhập thấp nên anh mạnh dạn chuyển đổi qua trồng táo. Bởi thực tế, táo cho giá trị gấp 3-4 lần so với xoài. Cũng trăn trở suy đi tính lại, anh chia sẻ trước đây với diện tích này thì nếu trồng xoài chỉ thu về khoảng là từ 30 đến 40 triệu đồng. Còn bây giờ với táo, trung bình mỗi năm, số tiền anh kiếm được có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Hơn cả một bước chuyển trong canh tác, cái hay của mô hình này còn là việc anh ứng dụng nhà màng cho khu vườn rộng 2.500 m². Cùng với đó, hệ thống tưới phun tự động chạy dọc theo từng luống cây cũng được lắp đặt, vừa tiết kiệm chi phí lại đỡ hao hụt lượng nước tưới, tránh ứ động ảnh hưởng cây trồng. Năm ngoái, anh Toàn quyết định đầu tư gần 200 triệu đồng lắp ráp nhà màng để trồng táo. Với phương thức canh tác này, bước đầu vườn táo cho hiệu quả kinh tế cao. Theo anh, táo rất nhanh cho thu hoạch. Vườn nhà anh mới trồng sau hơn 8 tháng, bắt đầu cho trái bói, với số lượng khá nhiều. Hiện nay trung bình mỗi ngày, anh thu được khoảng 300 ký táo, bán với giá 30.000 đồng một ký. Anh ước tính, khi táo phủ đủ sàn, thì sản lượng có thể đạt 10 tấn một năm. Táo ở đây được chăm sóc thuần tự nhiên, không phân thuốc hóa học, chưa cần can thiệp tăng độ ngọt. Vì đất có độ phủ kali cao, nên trái rất ngọt. Cùng với đó, táo được trồng trong nhà màng giúp hạn chế sâu bệnh, ruồi vàng tấn công, nên sản phẩm được nâng cao chất lượng. Chia sẻ về việc chăm sóc táo, anh cho biết loại cây này dễ chăm sóc, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, chủ yếu là đất phù sa, đất cát và đất ly nên phát triển khá tốt.
Với những lợi thế về khí hậu và vị trí địa lý, tỉnh Đồng Nai đang hình thành vùng cây ăn trái tập trung, có diện tích khoảng 76.000 ha, sản lượng 700.000 tấn trái cây, các loại như chôm chôm, bưởi, sầu riêng, măng cụt, xoài, chuối. Mặc dù là tỉnh công nghiệp dịch vụ, nhưng Đồng Nai luôn chú trọng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xem nông nghiệp, nông thôn là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững. Đến nay, tỉnh có 150 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 53 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Các sản phẩm OCOP được thị trường đón nhận tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm. Trong khuôn khổ lễ hội trái cây Long Khánh, được tổ chức từ ngày 15 đến hết ngày 23 tháng 6, sáng ngày 16 tháng 6, lễ công bố lô sầu riêng Đồng Nai xuất khẩu theo nghị định thư qua Trung Quốc diễn ra. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến trong phát triển thương mại quốc tế các mặt hàng trái cây của Long Khánh, Đồng Nai. Mới đây, giải Thiệu Lục Ngạn lần đầu tiên chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt sang thị trường tỷ dân này, mở ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất. Huyện Lục Ngạn là vùng trồng cây ăn trái trọng điểm của tỉnh Bắc Giang và khu vực phía Bắc, với trên 28.000 ha cây ăn trái các loại. Cây trồng chủ lực là giải thiều, với tổng diện tích hơn 17.000 ha sản xuất chuyên canh, trong đó có gần 13.500 ha áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Với gần 4.000 ha giải chín sớm, dự kiến sản lượng trái tươi toàn huyện năm nay đạt khoảng 98.000 tấn, trong đó giải chín sớm đạt sản lượng khoảng 25.000 tấn. Từ đầu vụ đến nay, toàn huyện thu hoạch tiêu thụ được trên 25.000 tấn trái tươi, trong đó 54% sản lượng được tiêu thụ trong nước và khoảng 46% xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, nhiều nhất là Trung Quốc. Đến nay đạt khoảng hơn 10.000 tấn, dự báo tỷ lệ này tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới. Chuyến tàu đầu tiên chở giải thiều Lục Ngạn gồm 3 toa với 56 tấn giải thiều tươi được khởi hành vận chuyển di chuyển xuất khẩu ngay tại ga Liên Dậm Kép, tỉnh Bắc Giang. Giải thiều là kết quả đặc sản thơm ngon, tốt cho sức khỏe. Niềm vui giải thiều tươi được xuất khẩu chính ngạch chẳng tài gan, bởi quá trình này dễ bị ảnh hưởng từ các yếu tố như thời tiết, khí hậu. Vì vậy, quá trình thu hoạch, bảo quản và vận chuyển khi gửi hàng cần phải thực hiện ổn thỏa, càng nhanh càng tốt. Việc Trung Quốc nâng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng về nhập khẩu giải thiều cũng là cơ hội để người nông dân thay đổi tiêu chuẩn, đặt chất lượng cao hơn để giải thiều hội nhập và dễ dàng chiều lòng các thị trường cao cấp. Bản tin Nông nghiệp sinh thái ngày hôm nay cùng quý khán giả và bà con nông dân tìm hiểu về một số tiêu chuẩn để giải thiều xuất sang thị trường tỷ dân này. Các vùng trồng giải thiều gửi hàng tuân thủ quy trình Việt Gáp. Gửi hàng giải thiều đi Trung Quốc cần đảm bảo chất lượng trái đều, hình dáng trái to, đầy đặn, không dập nát, cuốn dài, không quá 5mm, được cắt ở khất tự nhiên. Vỏ ngoài giải phải đảm bảo tươi sáng, ửng hồng hoặc đỏ hồng toàn vỏ. Thịt trái giải đạt chất lượng, đậm đà, tươi mọng nước, mang hương thơm đặc trưng. Tổng hàm lượng chất khô hòa tan của dịch trái không dưới 17%. Trái được đóng cho vào túi chất dẻo, dung lượng từ 1 đến 2 kg trái. Cân nặng 1 kg không quá 65 trái. Giải thiều khi nhập vào thị trường này được đóng gói trong thùng xốp hoặc thùng cát tông có đục lỗ, có vách ngăn, có in tem chìm, có tem nhãn truy xuất nguồn gốc mã vùng trồng. Trên các chuyến vận chuyển có công cụ làm mát, bảo quản đảm bảo nhiệt độ thích hợp, giữ gìn chất lượng và độ tươi ngon cho giải. Với việc tuân thủ đúng quy định đóng gói, bảo quản kết hợp dịch vụ logistics hiệu quả, giúp quá trình vận chuyển giải thiều sang Trung Quốc thuận lợi. Đây là cơ hội để giải thiều Việt Nam ngày một nâng tầm giá trị trên thị trường quốc tế. Sau bao cố gắng, mày mò, học hỏi và kiên trì với mô hình mà mình trăn trở, kỳ vọng, thành công cũng mỉm cười với anh Đỗ Xuân Thắng ở thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Thành công hôm nay có được sau đôi lần dựng xây, phá dỡ theo đúng nghĩa đen, cứ lầy hoài không tìm được phương thức nuôi phù hợp. Anh nhận thấy nguyên nhân khiến cho đàn dúi phát triển chậm là do chuồng trại không đảm bảo. Tìm ra nguyên nhân, người nông dân chuyên nghiệp này không chần chừ mà gọi người dân bán sạch cả đàn dúi rồi phá chuồng xây lại. Trên diện tích gần 200m², anh xây kính xung quanh bằng gạch ba danh. Thay vì lần trước chỉ lợp một lớp mái tôn lạnh, lần này ngoài lợp tôn lạnh, anh còn làm trần cũng bằng tôn lạnh.
Anh bố trí thêm quạt hút gió, hút bụi ở xung quanh và đặt nhiều quạt điều hòa ở chuồng với nhiệt độ thích hợp cho đàn dúi phát triển, khoảng là từ 20 đến 30 độ C. Trại dúi nuôi của anh thì được chia thành nhiều ô nhỏ, kích thước phù hợp với từng lứa tuổi của đàn dúi. Cuối năm 2021, sau khi làm lại chuồng, anh Thắng tiếp tục mua 100 cặp dúi giống về nuôi. Việc nuôi dúi đòi hỏi khá khắt khe về kỹ thuật. Theo anh Thắng, nuôi dúi quan trọng nhất là phải chọn được con giống tốt, khỏe mạnh. Vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là chuồng trại phải đảm bảo, thức ăn phải sạch sẽ. Hàng ngày anh cho dúi ăn tre, mía, bắp, cơm, không dùng thức ăn công nghiệp, kháng sinh để hướng đến canh tác an toàn. Tùy theo độ tuổi của dúi mà anh cho chúng ăn khẩu phần phù hợp. Lượng thức ăn của dúi tỷ lệ thuận với trọng lượng. Đối với dúi mẹ sau sinh thì cho ăn nhiều hơn để chúng đảm bảo đủ dinh dưỡng nuôi con. Vật nuôi này ưa sạch, vì vậy thức ăn nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, nếu không chúng rất dễ mắc bệnh, chủ yếu là phổi và tiêu chảy. Chuồng trại nuôi nhốt cũng phải đảm bảo không quá nóng cũng không quá lạnh. Nóng hay lạnh quá đàn dúi sinh trưởng phát triển chậm. Nhiệt độ thích hợp cho đàn dúi là từ 20 đến 30 độ C. Dúi rất mắn đẻ, mỗi năm dúi cái sinh sản 3 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 5 con. Dúi nuôi khoảng 12 tháng bắt đầu sinh sản, thời gian chữa đẻ của dúi từ 45 đến 50 ngày. Sau khoảng 50 ngày có thể tách dúi con ra khỏi mẹ. Chăm sóc cho ăn đầy đủ, đàn dúi nhà anh Thắng sinh trưởng phát triển tốt, sinh sản đều đặn. Dúi con sau khi tách mẹ, anh giữ lại một số để nhân đàn, số còn lại được bán ra thị trường. Từ đầu năm đến nay, anh bán ra thị trường 200 cặp dúi giống. Bán dúi giống có giá từ 1 triệu 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng một cặp, anh thu trên dưới 400 triệu đồng. Anh Thắng dự định thời gian tới tiếp tục tăng đàn dúi của gia đình để vừa bán con giống, vừa cung cấp thịt thương phẩm ra thị trường để nâng cao thu nhập. Dám nghĩ dám làm, không ngừng tìm tòi phương thức sản xuất mới phù hợp để hướng đến phát triển bền vững và hiệu quả. Rõ ràng chính tư duy của người nông dân chuyên nghiệp quyết định phần nhiều đến sự thành công của mô hình canh tác. Nội dung vừa rồi khép lại thời lượng dành cho bản tin nông nghiệp sinh thái hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân quan tâm theo dõi. Quý vị đừng dời chuyển kênh để cập nhật các thông tin mới, vấn đề thời sự đáng quan tâm có trong nhịp sống ngày mới ngay sau đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.